Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa chủ trì cuộc họp với các sở ngành địa phương, các ban quản lý dự án để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sau khi rà soát theo đề xuất của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đồng Nai có 12 công trình vướng mắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó có 4 công trình chưa khởi công, 8 công trình đã khởi công. Qua báo cáo, các chủ đầu tư cho thấy hầu hết các dự án chậm do vướng mặt bằng, tổ chức tái định cư cũng như gặp khó khăn trong thẩm định giá làm cơ sở triển khai các dự án. Sau khi nghe ý kiến các sở ngành địa phương, kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức đã chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cụ thể đối với từng công trình. Dự kiến lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ làm việc với thành phố Biên Hòa để giải quyết những khó khăn liên quan đến 5 dự án vào cuối tháng 5 này. Đầu tháng 6 tới, lãnh đạo tỉnh sẽ làm việc với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố còn lại để rà soát việc thực hiện những nội dung đã chỉ đạo tại cuộc họp này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà lại để đảm bảo nguồn nước đắp cho các công trình sau khi khởi công, trong đó có nguồn vật liệu cát hiện nay thiếu hụt, rà soát vị trí có thể khai thác, kể cả lòng hồ Trị An để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kết quả thực hiện báo cáo trong tháng 6, Sở Xây dựng rà lại giá vật liệu để đảm bảo lập dự toán công trình đúng thực tế, giá cập nhật thường xuyên, không để xảy ra tình trạng giá đưa ra không khả thi. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án, rà soát, sớm thẩm định trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 3 dự án, nâng cấp mở rộng tuyến đường DT769, nâng cấp mở rộng tuyến đường DT773 và dự án đầu tư xây dựng đường DT770B.